Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo phận Phú Cường. Quý Yên xin mến chúc cộng đoàn có một tuần mới tràn đầy hồng ân trong tình yêu của Thiên Chúa. Tin giáo phận. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, chủ sự Hội ngộ truyền thông thường niên năm 2021 của Công giáo Việt Nam. Đức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chủ sự cuộc hội ngộ này với sự tham dự của 43 vị đặc trách truyền thông của các giáo phận tại Việt Nam. Theo trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền tường thuật các buổi hội ngộ. Hãy đến mà xem là chủ đề của cuộc hội ngộ truyền thông thường niên 2021 của Công giáo Việt Nam được tổ chức online trong 2 ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2021. Vào sáng thứ Năm ngày 22 tháng 4, từ 8 giờ đến 11 giờ, các tham dự viên đã kể cho nhau nghe những sinh hoạt truyền thông của giáo phận mình trong 2 năm qua. Hội ngộ truyền thông thường niên năm 2021 không được tổ chức vì đại dịch COVID-19. Thảo luận với nhau về vấn đề bản quyền, về việc công bố những trang web và mạng xã hội chính thức của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Vào buổi chiều cùng ngày, từ 14 giờ 30 đến 16 giờ, các tham dự viên đã trao đổi với nhau những gì cần phải làm trong lĩnh vực phim ảnh Công giáo. Vào sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 4, từ 8 giờ đến 11 giờ, hội ngộ đã đưa ra những suy nghĩ về nội dung sứ điệp và cách thức cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2021. Đào tạo truyền thông, sử dụng video và kế hoạch hữu hiệu nhằm thực hiện các chương trình đã được đề ra. Sau đó vào buổi chiều lúc 14 giờ 30, các tham dự viên đã đưa ra những quyết định chung, đúc kết những điểm chính của hội ngộ và lắng nghe chỉ dụ của Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuộc hội ngộ truyền thông thường niên năm 2021 của Công giáo Việt Nam đã kết thúc với những lời cầu nguyện bế mạc thật sốt sắng vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021. Tin mục vụ di dân. Ban Di dân Giáo phận Phú Cường tổ chức ngày hội di dân theo sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô với chủ đề Hướng đến một chúng ta luôn rộng mở. Hướng đến một chúng ta luôn rộng mở là chủ đề mà Đức Thánh cha Phanxicô đã chọn cho sứ điệp Ngày Quốc tế Di dân lần thứ 107 sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 năm 2021. Trong tinh thần đó, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những người đang sinh sống, làm việc, học tập ở xa quê nhà, không còn là những người kia mà chỉ có một chúng ta, Ban Di dân Giáo phận Phú Cường sẽ tổ chức Ngày hội Di dân năm 2021 với chủ đề Yêu và hành động như Thánh Giuse. Chương trình Ngày hội Di dân vào 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021, phần thứ nhất, chúng ta cùng hành động như Thánh Giuse. Giải bóng đá Jose Cup Ngày hội Di dân năm 2021. Thời gian từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021 và thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021. Địa điểm Tu Viện Lời Chúa, tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021, 13 giờ đến 13 giờ 45 tiếp đón nhận tài liệu, 14 giờ khai mạc, 14 giờ 15 đến 14 giờ 30 sinh hoạt khởi động, 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 phần thứ hai chúng ta cùng phân định để hành động, 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 workshop 1 Thánh Giuse mẫu gương lao động, 15 giờ đến 15 giờ 45 workshop 2 chuyên đề về tình yêu và hôn nhân Công giáo, 16 giờ đến 16 giờ 45 workshop 3 hỏi đáp về đời sống hôn nhân gia đình. Trong khoảng thời gian 16 giờ đến 16 giờ 45 lãnh nhận bí tích hòa giải, 17 giờ đến 18 giờ phần thứ 3 chúng ta bước trên con đường tình yêu cùng với mẹ và Thánh Giuse. 17 giờ đến 17 giờ 30, cung nghinh Đức Mẹ và Thánh Giuse. 17 giờ 30 đến 18 giờ, hội kèn tổng hợp, diễn nguyện và dâng hoa. 18 giờ đến 19 giờ, phần 4, Chúng ta đến với Chúa Kitô phục sinh qua mẹ và Thánh Giuse. 18 giờ đến 19 giờ, Thánh lễ tuần 5 mùa phục sinh. 18 giờ đến 19 giờ, Thánh lễ Chủ nhật tuần thứ 5 mùa phục sinh, cầu cho người di dân. 19 giờ đến 21 giờ, phần 5, chúng ta cùng mẹ và Thánh Giuse thắp lửa yêu thương. 19 giờ đến 19 giờ 15, ăn tối nhẹ, trao giải Jose Cup. 19 giờ 15 đến 20 giờ 45, giao lưu văn nghệ. 20 giờ 45 đến 21 giờ, hồi tâm cuối ngày, bế mạc. Ban Di Dân Giáo Phận Phú Cường tha thiết kính mời quý cha, quý tu sĩ, toàn thể cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt là những người đang sống xa xứ về tham dự ngày hội di dân năm nay. Xin quý cha xứ vui lòng tạo điều kiện thuận lợi để đoàn chiên của Chúa được hưởng trọn niềm vui ngày hội này. Xin mời tham dự viên đăng ký theo đường dẫn dưới phần mô tả và tham dự tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, số 9 Nguyễn Văn Bé, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tin Giáo xứ Kỉnh Nhượng, Hạt Phước Thành. Giáo xứ Kỉnh Nhượng dâng thánh lễ tạ ơn hoàn thành đền Thánh Phêrô. Vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021, cha Gioan Bautista Trần Đình Phùng, chính xứ Kỉnh Nhượng cùng toàn thể giáo dân trong xứ, đặc biệt là giáo dân thuộc khu Phêrô, vui mừng dâng lễ tạ ơn hoàn thành đài Thánh Phêrô. Nơi đây, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng, cầu nguyện cùng Thánh Phêrô. Theo gương của Ngài, giáo xứ Kỉnh Nhượng mong muốn kín mút được nhiều ân lành từ Thiên Chúa. Vào lúc 18 giờ, cha Gioan Bautista cùng ban đại diện tiến lên lễ đài Phêrô để bắt đầu thánh lễ tạ ơn. Đây là công trình đúc kết từ bao lời cầu nguyện và hy sinh của nhiều người trong giáo xứ. Từ ngày bắt đầu xây dựng tượng đài 28 tháng 6 năm 2020 cho đến hôm nay, biết bao lời cầu nguyện và ước nguyện của mọi người đã được dâng lên. Theo gương Thánh Phêrô, mọi người dâng thánh lễ khao khát một tình yêu nhiệt thành như thánh nhân, từ đó trở nên chứng nhân và phục vụ tha nhân. Cha Gioan Bautista chia sẻ tâm tình yêu mến, kính trọng Thánh Phêrô qua các tin mừng. Trong đó, tin mừng Gioan miêu tả ơn gọi của Phêrô thật đặc biệt. Đó là người sẽ trở nên đá tảng của giáo hội, một con người đứng trên đầu sóng, ngọn gió lại bị khuất phục bởi ánh mắt của Thầy Giê-xu. Theo Chúa Giê-xu, nghe lời Chúa Giê-xu, ông đã thu được nhiều mẻ cá lạ lùng. Những lời tuyên xưng của Phêrô cũng phát xuất từ ơn Chúa. Đó là lòng yêu mến, nhiệt thành, tất cả đều muốn tốt cho Thầy, cho giáo hội. Nhắc lại những lần được Chúa thúc bách thể hiện lòng nhiệt thành, cha Gioan Bautista đưa mọi người đến cuộc thương khó của Chúa. Nhiều khi lòng nhiệt thành đó cũng không làm ông dám tiến bước, nhưng trong lòng mến, ông đã can đảm trở lại và bước theo con đường của Thầy, đó là con đường của người môn đệ. Kết thúc thánh lễ, ông trưởng khu Phêrô thay lời giáo khu bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn. Trước hết là lời tạ ơn Chúa. Chính Chúa đã quy tụ và ban ơn cho giáo khu, có nơi quy tụ và cầu nguyện. Tiếp theo là cảm ơn cha chính xứ đã quan tâm và yêu mến, ra sức từ lúc khởi công cho đến hoàn thành. Niềm vui của giáo khu Phêrô còn được thể hiện qua việc góp công góp sức, lời cầu nguyện và hiện kim của các mạnh thường quân. Tất cả điều đó, giáo khu Phêrô như thấy mình cần cố gắng noi gương Thánh Phêrô và sống tốt hơn để đáp lại ân tình của mọi người. Một điểm tin Giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Xin quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh Truyền thông Giáo phận Phú Cường. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.